Trung xin chào tất cả anh em. Trưa hôm nay thì mình lại có mặt ở vị trí xã Mỹ Yên, nhặt mấy cái món đồ chơi sáng giao dịch về cái con sới tạc mình thử ở nhà ấy, cái video vừa liền trước này, con sới tạc về Quảng Ninh rồi, nhà cũng không còn mấy việc để làm nữa. Viettel ngày mai Viettel nó bảo nó mới đến nhận hàng thì thôi, chiều nay mình lại đi ra bãi tiếp. Đây vòng quanh đây, anh em mà ở miền xa mà chưa biết thì cứ để ý đấy. Mình bây giờ mình quay ngược lại một vòng nữa nha nè. Đây vẫn vị trí cũ. Ngã ba xã Mỹ Yên đó anh em. Trong cái đoạn này thì mình đã giới thiệu nhiều rồi, từ đây vào trong ra ngã ba thì chạy lên chạy xuống các hướng về Sài Gòn, giả hướng này là về Sài Gòn này, giả hướng này là về Long An này. Cả một cái khu này nó nhiều lắm. Mình đang dạo tìm một cái món gì đó chơi cho vui. Hôm nay bãi nó có về, mình đi từ đầu đến cuối nha. Chọn cái kho của ông chú quen hàng ngày này, mình hay ngồi đây, ngày nào cũng cứ ngồi đây uống nước thôi, uống nước từ trưa đến chiều tối luôn không chừng nữa. Anh em mà ở phương xa mà cứ đến vị trí này mà hỏi chung tóc dài thì chắc ai cũng biết. Mình giới thiệu sơ vài ba con mà chú đang có nhé. Đây Sibora SD 1600 đã ba máy, con này nó đi cái lớp gì mà không hiểu nổi luôn, nó có cỏ lớp gì đó. Giá của nó thì tốt lắm, mười mấy triệu bạn. Như hôm trước mình hỏi là hôm qua mình hỏi là 16 17 triệu gì đấy. Con dân ma này thì bẻ lóc rồi. Mitsu. Xuống ngay là Mitsu đó anh em, Mitsu con này hai cầu luôn, 19 triệu vừa rớt bảy, lớp sau thì 6, lớp đầu thì đẹp. Đây. Đầu đẹp. Con này 1843, con này đẹp tuyệt vời luôn, cả trước lẫn sau không cần phải giới thiệu nhiều. Này nó liền lắm, rất là liền lạc luôn, số xám xịt, nước sơn nói chung là không chè chóc, mặt nạ cũng đẹp luôn đó. Hôm qua mình cũng có hỏi giá luôn, 19 triệu. Đây, anh em tham khảo chơi. Con Kumiai này thì bị đứng máy rồi, không quan tâm đâu. Bây giờ mình bước vào bên trong nhé. Mình đang quay bằng camera trước để dễ thuyết minh hơn cho anh em á. Mình sẽ hướng về những phần cái món đò, không biết động cơ này anh em, không biết làm sao mà quay cho rõ được. Anh em nhìn động cơ rất là nhiều luôn, ba máy nói chung là mấy con này nó tầm khoảng 20 mã lực trở về, rất là nhiều động cơ. Anh em chạy xuồng chạy vỏ có con động cơ rất đẹp này. Đấy, con động cơ mình vừa chỉ là Sibora mà đời BF ấy. Con lấy ba máy cách trung 18,5 HP, sát rất là nhỏ luôn, không có hộp số chuyền phía sau nữa, không biết làm sao mà review cho hết được. Và đây Hino E15 này nhé, anh em xem nhé, con này lớp 6 rồi. Mà máy còn đẹp, máy lăn thử rồi, xem hết qua một phát rồi. Con máy này là hầu như là chưa đổ hơi luôn này, chưa đổ hơi. Con này là về là cá mắc quy là quất luôn ấy. Xem đùi số nè, nói chung con này chỉ trừ bộ lớp ra thôi, còn ngoài ra là không có vấn đề hết. Về đổ dầu nấu máy chạy luôn, 2000 giờ chạy yên ghế các thứ đều cùng lành lắm. Bông trống
Nói chung lốc máy con này nó còn xanh, xanh từ trước ra sau luôn ấy. Cái phần nguyên cái dàn lốc số tới là không vấn đề gì, trừ lớp đó thôi. Cái con Hino là chỉ trừ lớp ra con nó xấu quá. Sau khi cát nước còn ngon này, cánh quạt cũng còn ngon. Nói chung máy lăn mình là vừa thử rồi, lăn hết thắng con số rồi, tất cả hoạt động hết. Tại sao mình bê rọ cho cái con Hino này anh em có biết không? Vì đơn giản, vì cái giá nó là 8 triệu thôi, đơn giản như vậy. Một số anh em giống như mình đi, ngày xưa cũng nhà cũng ít tiền lắm, mua con máy càng chạy mà còn phải suy nghĩ rất là nhiều luôn, không biết nên mua con nào rẻ nhất có thể mà để dùng thôi. Dùng được là được, không cần quan trọng thương hiệu, màu sơn hay là cái thứ gì hết. Thì đấy, bây giờ mình cứ cái tâm lý của một người tiêu dùng đấy, vẫn mang cái tâm lý đó mà đi mua hàng. Anh em thấy 8 triệu đồng cho một cái món rọ như vậy nó có hợp lý? Chưa mua được chiếc quay alpha mà đúng số tiền mua được cái thường cái càng K700. Anh em chịu khó xoay một vòng nhé. Hai con máy phát điện, con máy phát hàng, cái con đấy là con Denso 280 35 hay là gì đấy, con đấy chắc hai mấy triệu thùng đấy. Mình có xem rồi, động cơ Yanma 3T, hình như là 3T72 bét chung. Bước qua bên đây chơi nhé anh em, bước qua bên đây chơi đi. Sao rồi sư đệ? Dạ. Sao rồi? Đã quay hả? Chú bà có muốn lên trên YouTube không? À không thì thôi, bây giờ hay mấy cái con máy nổ đấy, tí nữa xong việc rồi con ghé lại. Con đang làm việc với bên ông chú bên đây tí, làm hai con máy cài cho xong cái đó. Quá rồi, trời chùi nó mau vào không được rồi, đáng quá không được. Xin giới thiệu với anh em, đây là một bác thợ người Huế mới vừa làm cho chú ba được, hình như được mấy ngày rồi phải không, nhớ được mấy ngày rồi, mới vừa vào làm mấy ngày thôi. Cặp này bao tiền chú ba? 45 triệu một cặp. 45 triệu. Tính ra giá êm ta. Lúc trước còn hỏi ở Bình Tân là cái 280 SS này là nó bán giá từ 28 tới 30. Đúng rồi. Lúc trước nó khác, giờ nó bán giờ ngoài thành phố nào đang có cái từ bộ đấy, nhưng mà nó không đẹp quá. Hai thùng này sạch. Hai thùng đẹp đủ đồ luôn á. Cả hai thùng đều là động cơ Yanma hết hả? Đúng rồi, Yanma hết. Có đòi không biết bao nhiêu la mã, nó có 280, nó có đòi Kubota 855. Sao cái con này Yanma 3T không biết. 45 triệu hai thùng. Con lên YouTube ấy, xem ai tới được tự chạy tới liên hệ chú ba chứ nhỉ. Của ai thì nói, có người đấy, con có gì nói nấy thôi chú. Đi cò thì cứ nói đi cò thôi. Còn cái món nào của mình thì mình nói là của mình nó dễ hơn. Tự nhận lung tung mất công lắm. Đấy anh em, cái nghe giá mình hỏi cả ông chú rồi đấy. Bây giờ mình quay về một cái vị trí quen thuộc. Vị trí rất quen thuộc luôn. Con xe máy thần thánh của Trung. Xe máy đi
theo bao nhiêu lâu rồi. À, xong cái đoạn video này, tí nữa mình sẽ có một cái đoạn video khác nó giới thiệu về cái con máy này, con Shibora B145. Con Shibora B145 hai cầu. Những con máy mà mình giới thiệu lên á thì anh em yên tâm ở một vấn đề là cái giá. Vấn đề là cái giá. Máy thì có thể không đẹp, có thể không ngon, không hại, nhưng mà vấn đề cái giá nó lại rất là ngon cho anh em dùng. Rồi thôi, 10 phút rưỡi hơn rồi. Mình xin kết thúc video đây nhé anh em.